Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video chính thức của chúng tôi, Đông Ben Mỹ Đình. Hôm nay Đông Ben Mỹ Đình xin giới thiệu đến các bạn chiếc xe tải nhẹ, trọng tải nhỏ nhất của nhà máy Đông Ben Việt Nam. Chiếc xe thùng kín có màu trắng, trọng tải là 770kg, phiên bản đời mới nhất 2020. Phiên bản 2020 sẽ có những cái gì đặc biệt thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn qua. Tuy nhiên về cái ngoại hình thì chúng ta vẫn có những cái chiếc xe Đông Ben 1021 rất quen thuộc, đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết. Về người vẻ ngoài các bạn sẽ nhìn thấy nó không khác biệt gì cả so với cái phiên bản cũ hơn. Đấy, vẫn là chiếc thùng dài 2m450, chiều rộng 1m4 và chiều cao 1m4. Chúng ta vẫn có cái chuẩn khí thải Euro 4 cũ. Chúng ta có hệ thống đèn pha bằng bi xê lông sáng, tiết kiệm nhiên liệu. Logo Đông Ben ở phần trên như này, logo Đông Ben ở dưới này, hệ thống đèn gầm, rồi là tất cả mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Hệ thống lốp vẫn là lốp 17165 R13, quen thuộc rồi. Chúng ta có cái sassi được nâng cấp hơn một chút. Sassi này có vẻ dày hơn so với cái phiên bản sassi năm 2017 và 2019 và 2018. Ở đây chúng ta vẫn có cái hệ thống nhíp, nhíp treo và có thêm thùng này. Đấy, vẫn giống như phiên bản 2019 thôi. Đó là răng, mọi thứ vẫn rất quen thuộc, chất liệu thùng. Vẫn như vậy, không khác gì. Chúng ta có một cái thùng dài 2m450, đèn kia khi mở ra nó sẽ tự động sáng này. Đó, một cái thùng rất là chắc chắn. Lớp tôn dưới này, sườn lớp cái tôn dưới này, cái sàn thùng này nó rất là chắc, rất là bền bỉ. Phiên bản 2020 mình xin nhấn mạnh một chút là cái cảm giác lái nó sẽ đem lại cho các bạn cái cảm giác lái tốt hơn rất nhiều so với phiên bản 2019. Đó, chúng ta vẫn có cái tất cả những cái trang thiết bị cần thiết của các bác tài xế. Thứ nhất là trợ lực lái điện, kính điện, điều hòa hai chiều. Đó, hệ thống số 5 số tiến, 1 số lùi, ghế da, tất cả mọi thứ cũng rất đầy đủ, rất quen thuộc. Đấy, 2020 này thì các bạn sẽ luyện được. Thứ nhất là giá vẫn như vậy thôi, nhưng các bạn có cảm giác lái tốt hơn, các bạn có nhiều thứ hơn nữa mà trong các video lần sau mình sẽ làm cụ thể hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.